được người Việt Nam chế tạo. Sau 267 ngày từ khi khởi công đến hoàn thiện, siêu du thuyền La Siesta Super Project dài 109,9m đã hạ thủy mới đây, mở ra thế giới thượng lưu thu nhỏ cho du khách. La Siesta Super Project là dòng du thuyền cao cấp có chiều dài 109,9m với vốn đầu tư khoảng 700 tỷ đồng. Theo nhận định của ban dự án, siêu du thuyền này đại diện cho sự bứt phá trong nghệ thuật thiết kế du thuyền tại Việt Nam. Từ kích thước đến ngoại, nội thất đều khẳng định độ chịu chơi, không kém cạnh những du thuyền hạng sang trên thế giới. Sáng tạo này là đứa con đẻ của đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư thuộc Lê Anh Design, đơn vị chuyên tư vấn và thiết kế du thuyền, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước với kinh nghiệm thiết kế hơn 200 du thuyền đặt trên Vịnh Lan Hạ và Vịnh Hạ Long. Trong đó có nhiều sản phẩm gây tiếng vang như Scarlet Pearl, Heritage Cruise, Sea Star, Orchid, Jade Sail, Ambassador. Người đại diện chắp bút và trực tiếp thiết kế La Siesta Superjet là thạc sĩ, kiến trúc sư trẻ Lê Anh. Kiến trúc sư Lê Anh sau khi du học tại Nga về đã mong muốn sáng tạo nên những tác phẩm mang tính đột phá, gắn kết và giao thoa giữa bản sắc quê nhà và những dấu ấn tân tiến ảnh hưởng từ phương Tây. Kiến trúc sư trẻ này từng nói, ban đầu du thuyền không phải là mục tiêu, du thuyền thực chất là nhân duyên. Anh đến với du thuyền một cách tình cờ từ những thay đổi trong công việc, sau đó mày mò và phát triển thành đam mê, sau cùng là nuôi dưỡng giấc mơ có thể vẽ Việt Nam trên bản đồ du thuyền thế giới. Từ khi bước chân vào nghề thiết kế du thuyền, kiến trúc sư Lê Anh và cộng sự đã có nhiều tác phẩm ấn tượng. Tuy nhiên, anh cho biết để đạt đến ngưỡng chuẩn 6 sao, thể hiện sự đẳng cấp, hiện đại và phóng túng phải đến La Siesta Super Project mới làm nổi bật điều đó. La Siesta Super Project được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Hạ Long, chủ đầu tư là tập đoàn vận tải Việt Thuận. Công ty sẽ cung cấp trải nghiệm du thuyền đẳng cấp và tinh tế, dựa trên sự đổi mới, tiến bộ và nâng cao chất lượng dịch vụ.